quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt giống, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu? Nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Thank you.
hương nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi. Con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình, tình nghĩa thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Thank you.
theo phong tục của người Việt Nam ta, trong toàn bộ nghi lễ viếng tiễn người quá cố, giờ khâm niệm nhập quan được coi là những giây phút đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân đang ở thế giới hữu hình, là một cơ thể bằng xương bằng thịt như tất cả mọi người, sẽ bước sang một thế giới mới xa cách hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai thi cốt người thân sẽ tan hòa về nơi cát bụi hoang sơ. Có lẽ vì vậy mà lúc này đây ai cũng muốn có mặt để được nhìn ngắm dung mạo thân thương của bác thân yêu lần cuối. Để rồi ngày mai ngày kia mãi mãi chia xa. Thank you.
dân tộc họ Nguyễn Xuân Phương Ba vô cùng xúc động và đau xót khi được biết trải qua một cơn đột quỵ, ông đã đột ngột qua đời về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu với tổ đường. Đau thương này thực là vô hạn, đau xót này mãi mãi khôn nguôi. Gia tộc họ Nguyễn vô cùng thương tiếc ông, và để tỏ lòng thương tiếc ông, xin phép ban tổ chức lễ tang, xin phép ban nhạc hiếu cho chúng tôi dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. An giấc ngàn thu. Thôi. Đoàn Mê Linh đang rất là nhà khẩn trương, xin mời họ gia đình đang sống. Kính thưa vong linh ông Nguyễn Ngọc Quế, kính thưa toàn thể các vị quan khách và nhân dân có mặt trong tang trường, thưa đoàn nhạc hiếu, họ ngoại, họ cô, chúng tôi cùng cầu mơ các anh, các chị, các em, các cháu nghe tin ông 250 về với tổ đường, chúng tôi vô cùng xúc động. Họ ngoại mất đi một người cháu vô cùng gần gũi thân thương. Hôm nay đại diện cho họ ngoại đến có lễ tang, có lễ mới nén nhang để cúng viếng vong linh cháu, vong linh ông về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Xin phép đoàn nhạc hiếu và mời đoàn nhạc hiếu cho chúng tôi một bản nhạc để chúng tôi làm lễ trước vong linh ông Quế. Trả lời cho gia đình. Xin mời đoàn đến trở về bàn đón tiếp, xây nước, xây chầu và tiếp tục được công việc cho gia đình tăng tiến. Đại biểu đại diện cho chi bộ công ty cổ phần Tam Sơn, hôm nay anh tôi qua thời gian ngắn lâm phải căn bệnh hiểm nghèo, đột ngột qua đời, đó là một nỗi đau xót của gia đình. Được sự quan tâm của công ty cổ phần xây dựng Tam Sơn đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình chúng tôi, thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn và trong tang tang bối rối có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ. Thưa phần lên đi. Kính thưa linh hồn cụ Quang, kính thưa gia đình hiếu chủ, thưa toàn thể tang trường, được tin cụ 250 quy tiên về với tổ đường, đoàn chúng tôi đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Đồng có vòng hoa tươi, bó nhang thơm, trước là để kính viếng linh hồn cụ, sau là gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình hiếu chủ. Trước giờ phút vĩnh biệt cụ về nơi chín suối yên giấc ngủ ngàn thu, đoàn chúng tôi xin để ít phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đồng
Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn trong tham gia bối rối có gì sơ suất xin được lượng thứ. Một lần nữa xin đa tạ cảm ơn ạ. Oh,
Kính thưa gia đình đang trục, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân bằng cố hữu. Hôm nay được tin cụ 250 về với tổ đường, chú cháu ở tổ 5 phường Trương Nhị, thành phố Yên, nơi con gái và con rể của cụ đang sinh sống và công tác. Được tin cụ về với tổ đường, chúng cháu đến con nén nhang trầm, có vòng hoa tươi đến để thăm viếng cụ và chia buồn cùng với gia đình tăng quyến. Để tỏ lòng thương tiếc, chúng cháu xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thưa đoàn đại biểu đại diện cho tổ năm chính nhị, anh tôi qua một thời gian ngắn lâm bệnh hiểm nghèo, nay đột ra đi. Được. Đoàn đại biểu tổ lắp phường Trương Nhị đến thăm viếng và chia sẻ cùng gia đình. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tăng đang bối rối còn điều gì xuất xin được nhận thứ. Một lần nữa xin đa tạ cảm ơn. Do tuổi cao gặp căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đã tạ thế vào hồi 18:35 ngày 18/1/2023, tức ngày 17/12/2022 hưởng thọ 70 tuổi. Lễ viếng vào hồi 11:30 ngày 9/1/2023. Lễ truy điệu vào 7:30 ngày 10/1/2023 do Đạo Quả Phụ Ngô Thị Tiết báo tin. Chúng tôi ở dân phố Xuân Phương 1-2-3 có vòng hoa tươi nhánh nhang trầm kính viếng hương hồn cụ. Lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Được phân huệ lên thắp một cột nhang. Trân trọng tấm lời ơn Phan Văn Tiết lên đọc lời viếng. Lời viếng kính thưa vong linh cụ Nguyễn Ngọc Quế hưởng thọ 70 tuổi, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, chi bộ đoàn tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị và tổ dân phố Xuân Phương nhận được tin buồn cụ đã 250 về với tổ đường. Hôm nay đoàn đại biểu đại diện cho chi bộ đảng tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội và tổ dân phố Xuân Phương có vòng hoa tươi thắp nén nhang trầm về phụng viếng chia buồn cùng gia quyến.
Hà Nội cù theo bóng Hà với xe máy để lại trần gian nắng lệ sầu, nước nở trong nhà tiếng khóc than, đèn đào ngoài hiên hương khói tỏa, ngập ngồi nắng tiền lòng ước thiêng, đau đớn họ hàng dạ tiếp đây cách biệt âm dương đời các mùi đẹp niết bàn cõi Phật với trời mây, cầu chúc cụ về nơi chín suối dưới suối vàng an giấc ngàn thu, để vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa đề nghị toàn thể các trường để một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đoàn đại biểu đại diện cho chi bộ tổ dân phố Xuân Phương 1, Xuân Phương 2, Xuân Phương 3 cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, anh tôi qua một thời gian ngắn lâm bệnh và hiểm nghèo, nay đột ngột qua đời, được các chi bộ đảng tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội đến thăm viếng và chia buồn. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn trong tam gia bố rối có gì sơ xuất xin được lượng thứ, một lần nữa đại diện gia đình xin đa tạ cảm ơn. Ban tổ chức xin thông báo đúng 7 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2023 trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân về tại tang sở để làm lễ truy điệu cụ Nguyễn Ngọc Quế. Ban tổ chức tôi xin kính báo. Thank you.
Xin kính mời cụ lên thắp nhang cho cụ. Để tỏ lòng thương các cụ, đoàn chúng tôi xin phép được dành một phút mặc niệm trước linh sản của cụ. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Kính thưa gia đình tham gia cụ nghiệp văn khê, anh tôi qua một thời gian gian nắng lâm bệnh hiểm nghèo đột ngột không qua khỏi, được gia đình thông gia đến chia buồn và cúng viếng chia sẻ cùng gia đình. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn. Trong lúc tham gia thế giới có gì sơ xuất xin được lượng thứ, một lần nữa xin đa tạ cảm ơn gia đình thông gia. Thank you.
con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai còn hơi còn mây trôi khói mờ.
chua xót vẫn vững trong niềm tin. Đừng nên hoang phí nhiều, ngày qua không tiếc gì, còn hãy ghi và mang theo suốt đời. Được làm việc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ Thái Ông, lão bà, cụ Nguyễn Ngọc Quế, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1984 tại tổ dân phố số 3, phường Phú Thắng, thành phố Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do tuổi cao, sức yếu, gặp căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình chăm sóc cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã tạ thế vào rồi 18:35. Ngày 8 tháng 1 năm 2023, tức ngày 17 tháng 12 năm Nhâm Dần, được thọ 70 tuổi. Lễ viếng vào hồi 11:30 ngày 19 tháng 1 năm 2023. Lễ truy điệu và tiễn đưa vào 7:30 ngày 10 tháng 1 năm 2023 do bà quả phụ Ngô Thị Tiết báo tin. Ban tổ chức lễ tang cụ Nguyễn Ngọc Quế được thành lập gồm các bà sau: ông Đường Văn Trưởng, đại diện tổ dân phố làm trưởng ban; ông Phan Văn Tiết, đại diện chi bộ đảng và thành viên; ông Đỗ Văn Bộ, đại diện ban công tác mặt trận làm thành viên; ông Nguyễn Văn Thành, đại diện chi hội cựu chiến binh thành viên; bà Nguyễn Thị Chỉ, đại diện người cao tuổi thành viên; ông Đỗ Hồng Nguyên, đại diện chi hội nông dân thành viên; bà Đường Thị Định, đại diện chi hội phụ nữ thành viên; ông Ngô Xuân Đào, đại diện gia đình thành viên. Kính thưa các người đại biểu, thưa toàn thể tăng trưởng, về dự lễ tang cụ Nguyễn Ngọc Quế hôm nay có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Thắng; có các ông bà đại diện cho các chi bộ đảng, tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân ba tổ dân phố Xuân Phương 1, 2, 3. Về dự lễ tang của hôm nay còn có các ông bà đại diện cho các công ty, xí nghiệp nơi mà các con, các cháu cụ đang công tác; có các ông bà thông gia, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa, hội đoàn kết Xuân Phương và nhân dân các tổ dân phố lân cận. Để vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Phan Văn Tiếp lên thắp một tuần nhang. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông Đường Văn Chỉnh lên đọc lời điếu. Lời điếu. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa quý vị quan khách, các cụ ông, lão bà, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Ngọc Quế, kính thưa gia đình tang chủ cùng toàn thể nhân dân có mặt trong tang trường. Hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2023, tức ngày 19 tháng 12 năm Nhâm Dần, chúng tôi nhận được tin cụ Nguyễn Ngọc Quế đã từ trần vào hồi 18:35 ngày 8 tháng 1 năm 2023. Đó là một nỗi đau xé lòng không gì bù đắp được của dòng tộc và gia đình các con mất đi một người cha yêu quý, các cháu mất đi một người ông phúc hậu hiền lành. Đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Thắng cùng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội ba tổ dân phố Xuân Phương 1, Xuân Phương 2, Xuân Phương 3 hội tụ nơi đây để chứng kiến cuộc chia ly thiêng liêng và vô cùng đau xót, nước mắt tràn bờ mi của dòng tộc và con cháu, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và tiễn đưa một người công dân gương mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế là ta nơi đất phủ màu ta, trời hiên bóng xế, thân trần tục sắc không không sắc, cảnh cả chia ly buồn thay phủ thế.
Kính thưa toàn thể tăng trưởng, cụ Nguyễn Ngọc Quế sinh ngày 28 tháng 7 năm 1954 tại thôn Dương Phương, xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc tổ dân phố Xuân Phương 3, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong một gia đình bần nông nghèo khó, dưới sự đồng mọc của gia đình nuôi ăn học, chịu khó, làm lụng, giúp phần kinh tế cho gia đình. Khi trưởng thành thoát đi, cụ vào công ty xây dựng Sông Hồng, làm công nhân cho đến tháng 1 năm 1979. Theo tiếng gọi của Đảng, cụ lên đường nhập ngũ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cấp bậc trung sĩ thuộc C2, D3, E406, Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai, từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 2 năm 1980, cấp bậc là B1, chiến sĩ C2, D3, E406, Bảo Thắng, Lào Cai. Từ tháng 3 năm 1980 đến tháng 12 năm 1980, cấp bậc H1, chiến sĩ C2, D3, E406, Bảo Thắng, Lào Cai. Từ tháng 1 năm 1981 đến tháng 12 năm 1981, cấp bậc H2, chiến sĩ C2, D3, E406, Bảo Thắng, Lào Cai. Từ tháng 1 năm 1982 đến tháng 12 năm 1983, cấp bậc H3, chiến sĩ C2, D3, E406, Bảo Thắng, Lào Cai. Từ tháng 6 năm 1983 đến tháng 12 năm 1983, thiếu úy B trưởng C2, D3, E406, Bảo Thắng, Lào Cai. Với số hiệu sĩ quan 83068406 thuộc quân khu 2, sau phục viên trở về quê hương làm ăn sinh sống cùng gia đình. Với bản chất thuần dân, cụ luôn sống đời cần kiệm, quên tính siêng năng. Với nếp sống thuần lương, chọn đời lương nghiệp, nay cụ đã đi về cõi vĩ hằng. Ra đặt mất đi một người con phúc hậu, liền là gia quý thế. Các con, các cháu mất đi một người cha, một người ông, hiền lành, mẫu mực. Thật là chết con tạo hóa thần chưa tịnh thần, giận hóa công gây bệnh tai thương. Tình lực tử nhà là mắc hiệu đẹp, cho dù xã hội phát triển đi lên, nhưng cho hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào cũng vẫn được mọi người yêu quý, mến phục. Vì cụ luôn giữ lời nói ôn tồn, tác phong nhã nhặn, sự giao du trên dưới nhà tròn. Vậy là không ai khỏi kiếp luân hồi khó quá, giờ đây cụ đã đi xa rồi. Cụ đã trải qua bao thăng trầm sóng gió, nay các con đã có cuộc sống, nay đã có các con đã có cuộc sống đầy đủ, đường tôn tử cơm no áo ấm, thành gia đình ấm nhà êm. Cụ ra đi về miền Tây Trúc cũng chu toàn bổn phận của mình với xã hội. Trong gia đình cụ đã hoàn thành trách nhiệm một người chồng, một người cha, một người ông của các con cháu vẹn toàn. Kính thưa vong linh cụ Nguyễn Ngọc Quế, nay cụ ra đi thế giới, về bên kia thế giới cực lạc. Trong giờ phút biệt ly này, trên thiên trần lời âm đối, dẫu biết rằng quy luật muôn đời, sống là gửi, khác mới là nơi vĩnh viễn đi về. Nhưng cả tăng trường vẫn ứa lệ, nước mắt tràn bờ mi. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người như thế là sống một đời. Bản thân cụ sống sáng ngời, làm gương con cháu suốt đời nói theo. Sự ra đi của cụ là một tổn thất lớn lao, không sao bù đắp được. Trước bàn thờ hương nhang khói tỏa, chúng tôi xin chúc cụ nơi vững vàng, tâm hồn luôn thanh thản, an giấc ngày thu. Để tưởng nhớ tới cụ và vĩnh viễn cụ mãi mãi, chúng tôi xin quý vị quan khách, các cụ ông, lão bà cùng toàn thể tăng trưởng để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, ban tổ dân phố Xuân Phương 1, Xuân Phương 2, Xuân Phương 3, anh tôi
qua một thời gian ngắn gặp căn bệnh hiểm nguy đã đổi đổi không có khỏi, được các cụ các ông các bà cùng toàn thể anh em hàng xóm dân làng tổ dân phố thân thật đến tiễn đưa và chia buồn. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn khối huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cùng các khối đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã phường huyện Mê Linh, khối chi bộ công ty doanh nghiệp huyện Mê Linh cùng các ông bà nội ngoại gần xa, các tổ dân phố bản Xuân Yên Xuân Bến cùng toàn thể nhân dân đến tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, một lần nữa sau khi đưa anh tôi ra xe hoa về lên về nơi thì Vĩnh Hằng, thay mặt gia đình tôi xin kính mời các cụ ông cụ bà cùng toàn thể anh em bạn bè đội ngoại gần xa trở lại tan trường để ra sơi dòng uống nước chia buồn cùng gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, trong tang tang bối rối có gì sơ xuất gia đình xin được nhờ thứ, xin chân thành cảm ơn. Tôi xin mời ông Đường Văn Minh chấp hiệu lên điều hành lễ tiễn đưa cụ Nguyễn Ngọc Quế ra xe về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
lời mẹ dùng như suối mát trong để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm lo cho con cuộc sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thông mẹ lúa vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con. Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con. Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mát trong con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương vẫn soi đường cho con bước đi. Gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt cánh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con. Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu nay bên con. Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mát trong con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương vẫn soi đường cho con bước đi. Lời mẹ dù như suối mát trong để con được cho ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thiên Đức
tôi xin gửi tới toàn thể A Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất và cùng được sẻ chia nói lên nỗi niềm tiếc thương vô hạn trước ly hưu ông. Kính thưa toàn thể A Quyến có mặt tại tăng trường ngày hôm nay, cho dù chúng ta vẫn biết sinh tử là quy luật ở đời không ai tránh khỏi, nhưng trước giờ phút chia đi vĩnh biệt này, tất cả chúng ta đều ngậm ngùi thương tiếc và từ tận đáy lòng mình chúng ta cầu chúc ông an thất ngàn thu, luân hồi lâu nơi kỷ quyền được về du tiên cảnh. Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước linh hiu ông, tôi xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn nghiêm mình dành một phút cúi đầu tế niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin mời toàn thể ta quyền đi một vòng quanh nghiên cứu để đến về ông đường cuối. Gia đình mình là đi một vòng quanh nghiên cứu chào. Gia đình nhà mình đi một vòng cái bản đồng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.